Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện thú vị. Thưa quý vị và các bạn, Vladivostok là thành phố cảng có vị trí chiến lược của Nga ở phía đông, đồng thời cũng là một trong những thành phố đáng sống nhất ở xứ Bạch Dương. Vladivostok là thủ phủ, là trung tâm của vùng Viễn Đông và Primorskoye thuộc Nga, nằm quanh vịnh Golden Horn, gần biên giới với Trung Quốc, Bắc Triều Tiên. Tên của thành phố có nghĩa là người cai trị phía đông, cũng có tài liệu dịch là chủ nhân phương đông. Tên tiếng Hoa là Hai Sen Quai, âm Hán Việt là Hải Sâm Uy, có nghĩa là đầm lầy hải sâm. Với diện tích là 331,16 km2, dân số của thành phố tính đến năm 2019 là 605.049. Tăng so với 592.034 được ghi nhận trong cuộc điều tra dân số năm 2010 của Nga. Nằm cách thủ đô Moscow khoảng 6.500 km, song Vladivostok chỉ cách biên giới Triều Tiên 200 km, là trung tâm hành chính của vùng Primorskoye thuộc Nga. Vladivostok được xem là cánh cửa sổ của nước Nga nhìn về châu Á và Thái Bình Dương. Từ thời xa xưa, Vladivostok thuộc quốc gia Bột Hải. Năm 698 đến năm 926, đến thế kỷ thứ 10, vùng đất này thuộc bộ tộc Khiết Đan, Mông Cổ, sau đó thuộc bộ tộc người Mãn Châu, Trung Quốc. Vào thế kỷ thứ 13, trên lãnh thổ của vùng Primorskoye ngày nay xuất hiện một thành phố nhưng đều bị phá hủy bởi quân Mông Cổ. Năm 1233, về sau, các cuộc giao tranh giữa người Mãn Châu, Mông Cổ kéo dài triền miên vùng đất phía Nam. Primorskoye không còn được nhắc đến cho đến cuối thế kỷ thứ 19. Vùng đất này thuộc chủ quyền nước Nga. Chỉ sau khi Moscow ký hiệp ước về vùng lãnh thổ thương mại với Bắc Kinh năm 1858, năm 1859, Thống tướng vùng Nam Serbia Nikolai Nikolaev Muravyov Amurski khi đi ngang bờ vịnh Pierre Đại Đế đã có ấn tượng với vùng vịnh này và quyết định đặt tên là Vịnh Sừng Vàng, ra lệnh xây dựng căn cứ quân đội tại đây và đặt tên là Vladivostok, tên tiếng Nga có nghĩa là chủ nhân phương Đông. Năm 1880, Vladivostok được công nhận là thành phố quân đội, là nơi hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đóng quân từ thập niên 1870. Năm 1888, Vladivostok trở thành thủ phủ của vùng Primorskoye. Kể từ thập niên 1890, Vladivostok dần trở thành trung tâm văn hóa của Nga và cả vùng Viễn Đông sau khi Liên bang Xô Viết nắm quyền từ năm 1917. Chính quyền thành phố Vladivostok đã nhiều lần thay đổi qua nhiều lần cai trị của quân Nhật, Anh, Pháp, Mỹ. Từ cuối năm 1922, Vladivostok thuộc Liên Xô từ năm 1938. Thành phố trở thành trung tâm của vùng Primorskoye. Sau khi trở thành thành phố căn cứ quân sự của Liên Xô, Vladivostok đã đóng cửa, không giao lưu với nước ngoài trong vòng 30 năm. Năm 1959, sau khi chuyến công du đến Mỹ, lãnh đạo Nga Nikita Khrushchev quyết tâm xây dựng thành phố này tốt hơn San Francisco. Ông ra lệnh xây dựng nhiều nhà ở, phát triển thành thành phố trong suốt thời kỳ này. Ngày 20 tháng 9 năm 1991, Tổng thống Nga Boris Yeltsin ký sắc lệnh cho phép Vladivostok mở cửa, người nước ngoài có thể đến thành phố. Với dân số 600.000 dân, Vladivostok là nơi tổ chức nhiều hội nghị thượng đỉnh quốc tế. Năm 2012, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã diễn ra ở Vladivostok với sự tham gia của nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Canada. Để tổ chức sự kiện này, chính quyền Vladivostok tiến hành chương trình cải tạo thành phố trị giá 20 tỷ đô. Chương trình này cho phép thành phố xây dựng một cây cầu dài gần 2 km nối Vladivostok với đảo Ratki, nơi mà trước kia người dân chỉ có thể qua lại bằng phà. Ratki cũng là hòn đảo diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Nga Triều giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Vladimir Putin. Chương trình cải tạo cũng cho phép xây dựng một sân bay mới và một cây cầu treo khổng lồ bắc qua vịnh Sừng Vàng. Từ năm 2015, Nga tổ chức sự kiện thường niên Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok.
Nền kinh tế chính của thành phố là đóng tàu, đánh cá và căn cứ hải quân. Đánh cá chiếm 4/5 tổng số sản xuất thương mại của thành phố. Các loại thực phẩm khác chiếm 11%. Năm 1995, tổng thương mại quốc tế của thành phố là 725 triệu USD, bao gồm 206 triệu USD xuất khẩu và 519 triệu USD nhập khẩu. Sản xuất, xuất khẩu chủ yếu là cá, sản phẩm đồ gỗ, sắt, các kim loại màu, tàu biển. Trong khi đó, thành phố thường nhập khẩu các dược phẩm, quần áo, giày, ô tô, đồ gia dụng. Một mặt hàng rất quan trọng và là nguồn thu lớn cho cư dân thành phố là nhập khẩu ô tô Nhật Bản. Bên cạnh nhân viên bán hàng, ngành công nghiệp còn sử dụng thợ sửa chữa, người làm việc, nhân viên nhập khẩu cũng như công ty vận chuyển và đường sắt. Các đại lý Vladivostok bán 250.000 xe mỗi năm với 200.000 chiếc đi đến các vùng khác của Nga. Mỗi công nhân thứ ba trong Primorsky Krai có một số mối quan hệ với doanh nghiệp nhập khẩu ô tô. Trong những năm gần đây, chính phủ Nga nỗ lực cải thiện ngành công nghiệp ô tô của đất nước. Điều này đã bao gồm việc tăng thuế đối với ô tô nhập khẩu. Điều này đã khiến cho doanh nghiệp nhập khẩu ô tô ở Vladivostok gặp khó khăn. Để bù đắp, Thủ tướng đương nhiệm Vladimir Putin đã ra lệnh cho công ty sản xuất xe hơi ở Sora chuyển một trong những nhà máy của hãng từ Moscow đến Vladivostok. Việc di chuyển đã được hoàn thành vào năm 2009. Ngày nay, Vladivostok là một thành phố phát triển năng động với dân số hơn 600.000 người. Thành phố có một sân bay, một nhà ga, 28 trường đại học, 30 bảo tàng, 20 thư viện, có 11 công viên và vườn cây. Trung tâm giáo dục khoa học hàng đầu ở Vladivostok có trung tâm khoa học thuộc chi nhánh của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, GAS, hàng chục trường đại học, tổ chức nghiên cứu vườn thực vật cũng như khuôn viên trường đại học lớn nhất và hiện đại nhất ở Nga. Cổng vào châu Á, Vladivostok cách Seoul 750 km, cách Bắc Kinh 1.335 km và chỉ cách Tokyo hơn 1.000 km. Các công ty du lịch địa phương có bán vé máy bay và tour du lịch sang các nước châu Á, bao gồm cả Thái Lan, Việt Nam, Singapore. Là một thành phố biển, bạn có thể đi thuyền dọc bờ biển đẹp như tranh vẽ của Vladivostok và 50 hòn đảo gần đó. Thành phố cọ, một hệ thống phát triển cho thuê thuyền, thuyền cano, xe máy nước ở Vladivostok và các vùng quanh thành phố có nhiều bãi biển sạch đẹp và thoải mái, cũng như các khu nghỉ dưỡng. Trong các quán ăn, nhà hàng, bạn luôn có thể thưởng thức đồ ăn hải sản, cá tươi sống. Là thành phố của các công viên. Công viên là nơi nghỉ yêu thích của người dân và khách đến Vladivostok. Công viên nhiều cây xanh, có khu vui chơi cho du khách ở mọi lứa tuổi, có cơ sở hạ tầng thuận tiện. Vào mùa đông, trong công viên họ cũng đổ sân trượt băng. Trong năm có nhiều sự kiện văn hóa được tổ chức trong công viên khác nhau, lễ hội, buổi hòa nhạc, cuộc thi, giải đấu. Người dân địa phương hay đi công viên Pokrovsky Fantasia, công viên Safari vùng Primorsky, vườn thực vật. Là thành phố đa tôn giáo, ở Vladivostok, nhiều người theo đạo Trình Thống giáo nhất. Thành phố cũng có các cộng đồng Do Thái, Hồi giáo, Tin lành, Công giáo, Baptist và các cộng đồng tôn giáo khác. Là thành phố bảo vệ thực vật. Từ năm 2000, Vladivostok tổ chức Ngày của Hổ, một ngày lễ sinh thái. Trong đó, người dân thành phố mặc trang phục hổ và dọc các đường phố chính. Mục tiêu chính của hành động này là hàng năm thu hút sự chú ý của công chúng về vấn đề bảo tồn dân số của hổ Amur sống ở vùng Primorsky và Khabarovsk. Với những nơi đáng đi nhất như sau, Vladivostok ở tầm nhìn chim bay, tại điểm cao nhất của thành phố, đồi tổ chim Đại Bàng, một cáp treo được lắp đặt. Đây là hai cabin chạy bằng cáp di chuyển dọc theo đường ray. Trong lúc đi, bạn có thể ngắm cảnh nhìn ra thành phố. Những cây cầu của Vladivostok. Cầu Radki là cây cầu nối hòn đảo cùng tên với Vladivostok. Cầu có chiều cao là 324 mét, là cây cầu dài nhất thế giới 1.104 mét. Là một biểu tượng hiện đại của Vladivostok. Vladivostok
Còn một công trình nữa không kém phần hoành tráng, cầu vàng với chiều dài 1.338 mét, được bắc qua vịnh Sừng Vàng với những trụ cột khác thường hình chữ V. Vịnh Sừng Vàng, vịnh đẹp như tranh vẽ, bao quanh thành phố Vladivostok là một trong những nơi đẹp nhất trong thành phố, mang đến những khung cảnh ngoạn mục, là một bến đỗ thuận tiện cho thuyền. Bờ đồi và bờ dốc của vịnh được san bằng xây dựng các bến, bến cảng, bến tàu tại đó. Pháo đài Vladivostok. Pháo đài được xây dựng tại Vladivostok vào cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ 20 là một trong những chuyến tham quan phổ biến nhất của thành phố. Các tòa nhà với một hệ thống mê cung phức tạp, lối đi ngầm, đường hầm sâu và thác nước được mở để khách tham quan. Cách thành phố không xa nằm gần Vladivostok là hòn đảo Ratki, rộng gần 100 km vuông, là một điểm nghỉ mát phổ biến cho người dân và du khách, những người thích dã ngoại, câu cá, lặn biển hay ra đấy. Hòn đảo thu hút khách với công trình pháo đài, rừng thơ mộng, đồi vịnh, ngoài khuôn viên đa năng của Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, hiện đại nhất Nga. Đảo còn có những bãi biển và trung tâm du lịch, được trang bị mọi thứ cần thiết để nghỉ ngơi thoải mái. Bạn có thể đến đảo này bằng phà hoặc phương tiện giao thông công cộng, chạy qua chiếc cầu cùng tên với đảo. Hy vọng qua video này các bạn sẽ hiểu rõ hơn về thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Rất mong nhận được phản hồi, trao đổi ý kiến đóng góp từ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.